Chào tất cả anh em nha. Hôm nay đến vườn của anh Toàn nè, ảnh có giao lưu với anh em một số gốc mai dảo anh em, 7-8 ngàn gốc gì đó. Mai Toàn đẹp đẹp không nha anh em. Thì mình sẽ vô quay chi tiết cho anh em từng gốc, và mình xem giá cả ok hợp lý thì mình liên hệ trực tiếp với anh Toàn nha. Qua số điện thoại để phần tiêu đề. Và những video nào mình gửi số điện thoại xuống là những video đã dịch thành công toàn bộ hết rồi nha anh em. Rồi anh Toàn ơi, mình cho anh em biết địa chỉ số lượng mai ngày hôm nay giao lưu với anh Toàn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay em giới thiệu quý vị và các bạn vườn mai khoảng chừng là 7.000 cây dảo số đất, bông từ 8 tới 12 cánh, 4 năm tuổi. Hoành thì dao động từ 17 tới 22, có những cây dưới 17, có những cây khoảng 25 hoành quý vị. Dạ. Địa chỉ ở đâu anh? Địa chỉ em ở là cầu Đức Hòa, ngã tư Thạnh Lợi. Dạ. Rồi mình cho anh em biết là hôm nay mình giao lưu với anh em chia ra ba mấy loại anh. Hôm nay tại vì tình hình dịch khó khăn, có nhiều anh em không thể lại vườn coi trực tiếp được á, nên em làm chia ra hai loại thôi. Thứ nhất anh em mua solo, có bự có nhỏ, là giá là 350 ngàn một cây. Nếu anh em là lựa thì giá khoảng 500 ngàn một cây. Rồi mình giao lưu với anh em là cách thức sao anh? Nếu quý vị mà mua khoảng chừng vài trăm cây á thì em có thể bao ship cho quý vị được. Còn bao ship ha? Đúng rồi, ít quá thì em không thể nào bao ship quý vị được. Rồi thí dụ em xuống vườn nè, em xuống vườn em mua một clip hai clip là mình bao bứng cho anh em ra tới mặt lộ luôn hay sao anh? Đúng rồi, cái này là em bao bứng và đem tới xe cho quý vị luôn. Rồi những anh em nào ta mua ta được gửi đến được bao nhiêu lâu anh? Cái đó thì mình thương lượng gọi sao ha. Dạ là có thể gửi lâu được đúng phải rồi, không anh? Đúng rồi, đó mình thương lượng mình nói chuyện sao. Rồi, em anh hướng dẫn cho anh em tham khảo một số gốc loại một đi anh Toàn ơi. Em thấy có những cái cây này nó khá là trội nè. Ủa anh Toàn, ví dụ giờ xuống đây mình được lựa không anh? Lựa chứ, lựa là 500 ngàn gốc, là lựa những cây bự. Ví dụ hey, những cây này hoành dao động là khoảng từ 20 tới 25 quý vị. Như cái cây này là chiều cao nó khoảng nhiêu anh? Chiều cao này chắc khoảng 1m7 quý vị ơi. 1m7. Tán ngang cũng hơn mét. Đâu anh đứng lên thử cái cây anh Toàn. Chưa hết cái cây quý vị ơi. Tất cả một cốt hết anh? Hoàn toàn là bản thân một cốt. Là ở đây là mai dảo mình bao bông cho anh em luôn hay sao? Đúng anh rồi, anh Toàn bao bông quý vị luôn. Đây, số lượng tới 7.000 gốc rồi hả anh? Đúng rồi. Cây khá đẹp anh em, cây xanh mượt cho anh em. Đây. Bốn bên nói chung mà đều nhau, nguyên cái này mình chỉ cần con nhẹ nữa là nó khá ok rồi. Đúng rồi, mình đứng về mình con nhẹ tàn là mình trồng được quý vị. Rồi, anh đo nhẹ cái hoành luôn anh Toàn ơi. Xương tàn phía bên trong anh em. Cái này tàn ấy quá, xong cái đường. Mấy cái cây này là mình cho anh em môi đế coi thoải mái ha anh Toàn. Mình môi một vài cây coi bình thường quý vị ơi. Rồi, thích cái nào lựa đó anh em, nói chung mua bán đơn giản hay dễ. Hoành nó khoảng 25 quý vị. 25 hoành. Rồi. Loại một cho anh em. Rồi nhắc lại với anh em cái giá luôn anh Toàn ơi. Nếu có gì lựa những cây bự như thế này không á. Rồi. Là giá 500 ngàn cây. 500 ngàn một cây. Trong vòng 100 cây quý vị lựa lấy 50, 200, quý vị lấy 100. Rồi. Số lượng 50. Rồi. Rồi, kế bên là cái loại này loại mấy anh? Cái loại này là nếu quý vị lựa nó vẫn 500 ngàn cây. Nếu mà solo chứ có giá 350. Lý do là cái hoành nó vẫn bự như nhau hết anh Toàn. Đúng rồi. Chỉ khác cái phong nó lớn nhỏ thôi anh em ơi. Đúng rồi, nó cây nó đều cây quý vị. Hay. Tất cả đều dảo hết. Trung bình đây là nó được bao nhiêu năm rồi anh Toàn? Chúng 4 năm tuổi. 4 năm tuổi ha. Đúng rồi. Đây nè. Hoành cũng 23 24 anh em ơi. Cũng na ná như nhau thôi. Nhưng cái tàn bên đây thì nó nhỏ hơn. Anh em có được quyền anh em lựa thoải mái anh em ơi. Rồi anh Toàn ơi, hướng dẫn cho em xem cái loại thứ hai đi anh Toàn. Đây nè quý vị. Đây là toàn bộ cái loại thứ hai ha. Đúng rồi. Cái đường kính ngang nó khoảng nhiêu anh Toàn? Nó dao động cỡ chừng 1m, bây giờ kiểu như cây to hơn mét. Còn chiều cao anh Toàn? Chiều cao dao động khoảng chừng 1m rưỡi tới 2m, cây này khoảng là 1m4. 1m4 ha. Đúng rồi, mà tán ngang nó hơn mét. Đây nè anh em. Những cái cây này là phong nó thấp anh em. Cái này mình để lên cái chậu ha. Cao lên thì những cây nó hết được hết cái cây, mà đa số mình mua về mình nuôi thôi. Rồi. Quay qua một vòng qua nha. Anh đo thử cái đường kính luôn anh Toàn. Cho chính xác luôn anh Toàn ơi. Khoảng 1m rưỡi quý vị. 1m rưỡi. Như mấy cây nhỏ này là mình bỏ hả anh Toàn? Cây nhỏ nếu quý vị mua solo, những cây này là em tặng quý vị luôn, không tính dẫn vô quý vị mà không tính vô. Mấy cây nhỏ này là bỏ, anh em không có tính nha. Tại mấy cây nào mà anh em chơi không có tính vô. Đây nè. Rồi bắt đầu mình tiếp tục qua mình quay cho anh em xem những cái gốc. Như những đây là loại 2 nè anh em. Cũng có những cái phong nó cao vậy nè anh em. Tàn phong cao. Chỉ khác nhau là cái hoành thôi nha anh em. Tất cả đều khác nhau là do cái hoành thôi. Còn những cây nhỏ này anh em khỏi lấy cũng được đó. Chỉ tính những cây bự thôi. Mình lựa thoải mái anh em ơi. Một clip vậy là khoảng nhiêu gốc cho anh Toàn?
một clip nó dao động khoảng chừng 100, 200, 300, rồi rưỡi tùy muốn mua số lượng bao nhiêu. Ở đây nó có một cái bông đang nằm trên cái cây luôn anh em, mình quay chính xác luôn cho anh em để anh em nhìn cho nó kỹ nha. Đây nè, cây này là chưa bứt ra luôn nha, nó còn trên đây nè, 82 cánh bao cho anh em. Rồi anh em có thể lựa những cây này nè, mình nghĩ là anh em nên lựa đi, lựa cho nó ok anh em. Ồ cái tàn này tàn đẹp ha anh ôm thứ anh toàn. Đây anh em, khá là lớn anh em, chiều cao chắc khoảng 1m7 ha anh toàn, 1m7 quá đẹp. Đâu anh đo thử góc về anh toàn. Ồ xương tàn bắt đảo ha. À, nó khoảng 23 quá gì ơi, 23 hoành nha anh em. Rồi cái cây này là loại mấy anh toàn, thấy nó nhỏ anh toàn. Cái này nó giống như loại 2 vậy đó, loại 2 ha. Này con chú ý con cho nó lùng lực anh em ơi. Đây rồi tổng thể vài cây nữa cho anh em. Cái giá mình giao lưu với anh em là loại 1 loại nhiêu anh toàn? Loại 1 có gì là lựa, lựa ha, 500 ngàn một cây. Rồi, solo là 350 một cây. Chỉ cây này loại 2 phải không anh Toàn? Đúng rồi. Đây cây, những có những cây loại 2 này anh em. Nhìn rất là ok nha. Chiều cao nó khoảng nhiêu hả anh Toàn? Cái này cao khoảng 1m6. 1m6. Khoảng 8 ngàn nó khoảng nhiêu hả anh? 8 ngàn là hơn 1m. Bây giờ thí dụ như em giờ em xuống em thích quá, em lựa cho em lựa 50 gốc anh bán không anh Toàn? Bán chứ, mình thỏa thuận giá cả lại. À thỏa thuận giá cả lại rồi mình lựa thoải mái anh em. Đúng ơi, 50 gốc bán bình thường nha. Còn anh em nào mua 50 gốc là mình có giao lưu luôn không anh Toàn? Có giao lưu luôn, có gì liên hệ lại. Liên hệ lại vẫn giao lưu bình thường ha. Đúng rồi. Cây này chắc hoành 26, 27 quá ta. Lớn quá lớn mà. Cái này nó có trồng một lượt luôn hả anh Toàn? Đúng rồi, trồng một lượt luôn. Tại vì có cây nó trội ha. Đúng rồi, cây nó trội. Còn những cái cây này là lỗi 2 hả anh Toàn? Đúng rồi. Rồi, tiếng sau qua nhiều clip nha anh em. Đây anh em có thể dòm tổng thể nguyên cái vườn này nè. Toàn là cây đa số mình thấy cây lớn nó nhiều anh em. Những cây anh em bỏ vài trăm ngàn mua những cái cây tàn thông mà gì à, khá là chơi, khá là ok nè. Như một cặp này nè, là cái này là mình mua ví dụ mua 200 gốc mình có bao bứng không anh Toàn? À, bao bứng luôn anh em, bao bứng cho anh em hết ha. Đúng rồi. Đây anh em, cây này quá đẹp, cặp tàn thông nè, đứng như thử anh Toàn, quá đẹp, cặp này đồng thanh đồng thủ luôn anh em ơi. Rồi anh em nào liên hệ chốt đầu tiên đi anh Toàn, anh tặng cho anh em ăn cặp này. Rồi, Toàn ơi, mình nhắc lại với anh em là vườn mình là bao nhiêu gốc anh Toàn? À, xin nhắc lại với các bạn là vườn em là khoảng 7.000 gốc. 7.000 gốc. Bông từ 8 tới 12 cánh, 4 năm tuổi. Rồi, mình giao lưu với anh em là bao nhiêu loại anh? À, giao lưu với anh em tại dịch bệnh khó khăn, anh em đi lại khó khăn á. Có nhiều người anh em ở xa quá không đi được. Nên em bán cái giá của gì có hai loại thôi. Thứ nhất của gì lựa, loại vườn lựa được. Là giá nó dao động là 500.000 cây, lựa những cây bự. Lựa 50-50 quý vị. Còn quý vị lấy solo á, là 350.000 một cây. Quý vị lấy số lượng vài trăm cây em có thể bao ship cho quý vị. Rồi. Còn những cây nào nhỏ quá thì em bỏ ra không tính. Quý vị lấy solo. Rồi anh em mua lẻ bán không anh? À, mua lẻ cái gì mình liên hệ số điện thoại lại ha, cái gì mình gửi ship bưu điện. Vẫn bán bình thường cho anh em ha. Đúng vẫn rồi. Hỗ trợ bứng ấy cho anh em bình thường ha. Đúng rồi. Rồi khi anh em đến vườn anh em mua 50 gốc vài chục gốc vẫn bứng cho anh em bình thường nha. Đúng rồi. Rồi mình cuối video mình có gì gửi gắm cho khán giả không anh Toàn? À, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Nếu thấy hợp nhãn, nếu có nhu cầu muốn lập vườn thì đây là cơ hội, thì em bán giá này quá rẻ để ủng hộ cho quý vị trong thất nghiệp mấy tháng nay không có làm ra tiền. Rồi ok, anh em nào đến mình có thể mình môi đế coi bình thường hết nha anh em. Cái này là ảnh hỗ trợ cho anh em là rất là dễ để anh em tiện vô luôn. Rồi anh em mà thích liên hệ trực tiếp với anh Toàn qua số điện thoại nha. Giờ xin chào tạm biệt tất cả anh em nha.